Anh có biết mình đang làm cái gì không vậy? Tôi cũng đang hồi hộp nè, không biết món này làm xong có ăn được không nữa. Tôi giúp tôi chấm tôm này. Anh có biết là anh vừa sáng tạo ra một món khai vị rất là độc đáo không? Tôi nghĩ mỗi món ăn là một tác phẩm nghệ thuật. Mà anh đã đặt tên cho món này chưa? Cô đặt đi. Tôi quên mất. Tôi có một buổi hẹn. Bây giờ tôi phải đi rồi. Không sao. Tôi cũng sắp đi rồi. Cảm ơn anh. Bánh tráng nướng. Chính xác. Tôi đi trước nha.